Nàng tiên cá bọ xa phát xít tại phòng vé. Taylor Mermaid với sự tham gia của Halle Bailey trong vai Ariel hướng tới doanh thu mở màn lớn thứ năm mọi thời đại vào cuối dịp Memorial Day. Theo Hollywood Reporter, phiên bản live action của Taylor Mermaid tựa Việt Nàng tiên cá được dự đoán đạt doanh thu 117,5 triệu USD nội địa sau 4 ngày ra mắt, kết thúc kỳ nghỉ cuối tuần với thành tích cao. Hiện, ở ngày thứ 3 công chiếu, tác phẩm bán được 96 triệu USD tiền vé. Variety cho biết nếu đạt doanh thu như kỳ vọng, The Little Mermaid sẽ trở thành bộ phim có lợi nhuận mở màn dịp Memorial Day khi nghỉ ngày tưởng niệm cao thứ 5 trong lịch sử Bắc Mỹ. The Little Mermaid có kinh phí sản xuất 250 triệu USD nên cần tăng tốc ở phòng vé để nhanh chóng thu hồi vốn. Tại thị trường quốc tế, phim bỏ túi 68,3 triệu USD từ 51 thị trường, con số được cho là đáng thất vọng. Tác phẩm chết đuối ở Trung Quốc khi chỉ mở màn với 2,5 triệu USD. Các chuyên gia phòng vé cho rằng chiến dịch truyền thông xã hội phản đối việc diễn viên da màu đóng vai Ariel có thể tác động đến thị trường châu Á và nhiều nơi khác. Ở Mỹ, 68% khán giả là nữ, trong khi 25% người mua vé ở độ tuổi 25-34. Trẻ em chiếm 22% số lượng khán giả đến rạp cuối tuần công chiếu. Trong khi đó, mặc dù chưa đến mức thoi thóp, phát xít có dấu hiệu sa sút. Phim ước tính mang về khoảng 23 triệu USD trong tuần thứ hai và 28,7 triệu USD trong kỳ nghỉ 4 ngày. Tại thị trường nội địa, bom tấn mới nhất của thương hiệu tốc độ ghi nhận doanh thu 113,6 triệu USD đáng thất vọng. Song, bộ phim được chào đón nồng nhiệt ở nước ngoài. Phát xít dự kiến vượt mốc 500 triệu USD tại phòng vé toàn cầu vào tuần này, trở thành phim có doanh thu cao thứ 3 trong năm. Tính đến nay, với kinh phí sản xuất 340 triệu USD, đây là phim tiêu tốn nhiều tiền nhất của thương hiệu Guardians of the Galaxy, vốn 3 đứng vị trí thứ 3 với 20 triệu USD và ước tính thu 25,3 triệu USD sau kỳ nghỉ, nâng tổng doanh thu nội địa lên 300 triệu USD. The Super Mario Bros. Movie xếp sau với 6,3 triệu USD vào cuối tuần và ước tính mang về 8,3 triệu USD trong kỳ nghỉ lễ. Trong nước, bộ phim kiếm 560,9 triệu USD sau 8 tuần ra rạp.